Thông tin chi tiết về phiên xét xử đại án AIC sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin thời sự trong những ngày tiếp theo. Mời quý vị đón theo dõi. Xin được chuyển sang một thông tin cũng rất đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày hôm nay, phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư cho các bị cáo. Và trong phần tự bào chữa, nhiều bị cáo đã bật khóc và ăn năn hối cải, mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm quay trở về với gia đình. Tại phiên tòa, nhiều bị cáo, trong đó có Huỳnh Thị Ngọc Như, phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo công ty Alibaba cho biết, do xuất thân trong gia đình nhà nông, hiểu biết pháp luật hạn chế nên đã làm theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện và ban giám đốc công ty. Hơn nữa, các bị cáo đều có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và không có sự bàn bạc trao đổi hưởng lợi nên mong muốn hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình. Trong phiên xét xử hôm qua, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện mức án tù chung thân, đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh 16 đến 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo là đồng phạm nhận đề nghị mức án từ 12 đến 20 năm tù. Riêng bị cáo Võ Thị Thanh Mai và Nguyễn Thái Lực bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 30 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng bị đề nghị phạt từ 5 đến 6 năm tù về tội rửa tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt 23 bị can liên quan đến sai phạm trong vụ án môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác tại 9 trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre. Theo thông tin được Công an Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp chiều nay, ngày 19 tháng 12, trong quá trình tuần tra, Công an thành phố phát hiện nhiều phương tiện giao thông đường bộ không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Bên cạnh đó, cùng với đơn thư phản ánh của người dân, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện các dấu hiệu sai phạm tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại một số trung tâm đăng kiểm. Sau khi xác định rõ vai trò, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong các chuyên án, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắt giữ nhiều người trong chuyên án, khám xét khẩn cấp tại 9 trung tâm đăng kiểm, trong đó có 5 trung tâm do Trần Lập Nghĩa làm giám đốc, gồm trung tâm đăng kiểm 6203D tỉnh Long An, 7102D tỉnh Bến Tre, 8302D tỉnh Sóc Trăng, 6602D tỉnh Đồng Tháp, 6302D tỉnh Tiền Giang. 4 trung tâm đăng kiểm khác gồm trung tâm đăng kiểm 5015D ở thành phố Thủ Đức, trung tâm đăng kiểm 5007V ở quận Bình Tân, trung tâm đăng kiểm 5010D ở huyện Củ Chi, trung tâm đăng kiểm 5017D ở huyện Nhà Bè cũng phát hiện nhiều hành vi phạm tội. Thưa quý vị, là một trong hai thành phố lớn dẫn đầu cả nước về số thu ngân sách năm 2022, Cục Thuế Hà Nội đã cán mốc gần 304.000 tỷ đồng, đạt gần 108% dự toán, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là thông tin đưa ra tại hội nghị đánh giá kết quả công tác thuế năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023 do Cục Thuế thành phố Hà Nội tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội. Để đạt được kết quả thu năm 2022, Cục Thuế Hà Nội đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng chuyển dịch từ việc hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế sang hỗ trợ trực tuyến, giúp người dân, doanh nghiệp giảm thiểu được nhiều thời gian, chi phí di chuyển. Cục Thuế đã kịp thời giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp, người nộp thuế, nhanh chóng phổ biến chính sách thuế mới và các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh nhằm nuôi dưỡng nguồn thu. Năm 2023, Cục Thuế Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát các quy trình quản lý thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu của hoạt động quản lý thuế, trong giải quyết thủ tục hành chính thuế và quản lý nội ngành, hướng tới chuyển đổi số một cách toàn diện. Thưa quý vị, sau thời gian tạm hoãn do chưa nhận được nguồn vitamin A từ Viện Dinh dưỡng, hiện Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu khởi động chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ đợt 2 trong năm nay. Công tác tổ chức cho trẻ uống vitamin A sẽ diễn ra từ nay đến hết tháng 12, chủ yếu dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi chưa uống bổ sung vitamin A liều cao trong đợt 1. Ngay khi nhận được vitamin A từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ sở y tế quận, huyện đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị triển khai cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi trên toàn thành phố uống bổ sung vitamin A liều cao đợt 2. Hơn 40 em học sinh của trường mầm non này
đã được uống vitamin A ngay trong ngày đầu phát động. Người cũng như uống vitamin A là để bổ sung liều lượng cho các bé, cho nên việc đó rất là quan trọng và mình phải kết hợp với nhà trường để cho các bé được đầy đủ tiêm chích và được uống đầy đủ vitamin A hàng năm. Nhà trường lập tức rà soát các danh sách các bé đủ điều kiện, chẳng hạn như những bé là dưới 36 tháng tuổi, những trẻ suy dinh dưỡng hoặc là những bé mà có bệnh, sau khi hết bệnh thì cần bổ sung thì nhà trường vẫn lên thông báo đến phụ huynh. Nhà trường liên hệ với lại trung tâm y tế thông báo xin các tờ bướm tờ rơi để mà tuyên truyền rộng rãi đến cho cha mẹ phụ huynh biết được những nội dung, chẳng hạn như là tác hại khi thiếu hụt vitamin A sẽ gây ra những bệnh lý như thế nào cơ bản để cho phụ huynh nắm rõ và đăng ký thường trực với lại trường. Tại thành phố Thủ Đức, tùy điều kiện của từng địa phương có thể tổ chức cho trẻ uống vitamin A tại nhiều điểm ở khu dân cư, trạm y tế phường hoặc trường học và được lưu lại toàn bộ danh sách. Thứ nhất là nó giúp cho trẻ tăng trưởng và phát triển. Nếu thiếu vitamin A thì trẻ dẫn đến có thể là sẽ bị còi cọc, suy dinh dưỡng. Cái thứ hai là chức năng thị giác. Đây là một cái vai trò rất là rõ của vitamin A. Nếu thiếu thì trẻ, cái biểu hiện rõ nhất của trẻ đó là bị choáng gà và chập choạng tối, thì trẻ thì có thể là bị kiểu bị thụ động, ngồi một chỗ nhức nhát. Nếu đi thì dễ bị vấp ngã, cũng có thể là đụng vào những đồ vật khác. Cái thứ ba là vitamin A giúp bảo vệ biểu mô của các trẻ. Biểu mô là biểu mô giác mạc, biểu mô hệ tiêu hóa cũng như biểu mô hệ hô hấp. Nếu thiếu thì trẻ có thể bị khô kết mạc, khô giác mạc, rồi cũng có thể hậu quả nặng nhất là dẫn đến mù lòa. Hàng năm, Bộ Y tế tổ chức 2 đợt uống vitamin A vào đầu tháng 6 và đầu tháng 12 cho các trẻ dưới 6 tháng tuổi không được bú mẹ và trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ thiếu vitamin này. Bổ sung vitamin A liều cao là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm giúp phòng chống các bệnh về mắt, cũng như tăng sức đề kháng và giúp trẻ tăng trưởng tốt. Theo các bác sĩ, việc trẻ uống vitamin A chậm hơn so với kế hoạch trong vòng vài tuần không ảnh hưởng nhiều đối với sức khỏe. Thưa quý vị, làm thế nào để hạn chế thấp nhất những quảng cáo thực phẩm chức năng tràn lan trên mạng xã hội, cũng như đưa ra những giải pháp để truy xuất phát hiện hàng giả, hàng nhái trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe? Đây là nội dung chính được tập trung thảo luận tại Hội thảo Phát triển bền vững thị trường thực phẩm chức năng do Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế phối hợp với báo điện tử VTC News tổ chức vào sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Tại hội thảo, Cục An toàn Thực phẩm cho biết, sau hơn 20 năm, thị trường thực phẩm chức năng tại Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ với hàng chục nghìn sản phẩm. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân khiến tình trạng vi phạm về lĩnh vực này ngày một phổ biến và tinh vi, đặc biệt là trong lĩnh vực quảng cáo. Chúng tôi có thể khẳng định là về pháp luật để quản lý cái lĩnh vực quảng cáo là rất đầy đủ. Tuy nhiên là rất nhiều lý do khác nhau thì vẫn còn một số cơ quan phát hành quảng cáo tiến hành quảng cáo những cái sản phẩm mà một là chưa được thẩm định nội dung, hai là quảng cáo không đúng với nội dung đã được thẩm định. Thậm chí là quảng cáo thực phẩm chức năng như thuốc chữa bệnh, thần dược. Đấy là những cái chúng ta phải lên án và phê phán. Và từ đó nó làm cho một cái, ngoài cái chuyện là ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng, thì nó còn tạo một cái bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Với sự phát triển như vũ bão trong những năm gần đây, cho thấy nhiều bất cập khó khăn trong quản lý thực phẩm chức năng, một số quy định chưa theo kịp thực tế, nhiều doanh nghiệp lợi dụng đưa ra thị trường những sản phẩm nhái kém chất lượng, không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến những doanh nghiệp chân chính. Sản phẩm chúng tôi phân phối là hàng nhập khẩu trực tiếp 100% từ Nhật Bản, nhưng do những quy định liên quan về nhãn gốc nên công ty sẽ làm việc với nhà sản xuất phía Nhật Bản để thay đổi cho phù hợp với những quy định tại Việt Nam. Việc này khá tốn thời gian và khó khăn trong quy trình phía Nhật Bản. Thông qua buổi hội thảo này sẽ tìm được giải pháp và hỗ trợ cho doanh nghiệp. Tại hội thảo, nhiều chuyên gia cho rằng với sự nở rộ của thị trường thực phẩm chức năng hiện nay, việc xuất hiện các loại hàng giả, hàng nhái được quảng cáo như thuốc chữa bệnh, đánh lừa người tiêu dùng đang là vấn đề nóng. Vì vậy, những giải pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cũng như quyền lợi của người tiêu dùng cần phải được triển khai. Hiện nay, giải pháp TruData của Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam là một cái giải pháp chống giả tiên tiến. Nó truy vết được cái đường đi của sản phẩm, nó giúp cho doanh nghiệp là bảo vệ được cái hàng hóa, sản phẩm chính hãng của mình. Và nó cũng là cơ sở để giúp cho người tiêu dùng là chọn lựa được cái sản phẩm mà chính hãng, sản phẩm không bị nhái giả. Chắc chắn là cái việc mà đăng ký sở hữu trí tuệ
và bằng đặc biệt là phải thêm cả những cái biện pháp về chống hàng giả, chống hàng nhái, hàng kém chất lượng, thì cùng với lại việc mà mình các cái doanh nghiệp phải có ý thức và sử dụng những cái giải pháp đấy thì để bảo vệ cái thương hiệu của mình. Theo thống kê, hiện Việt Nam có hơn 3.600 doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng đã đăng ký. Tuy nhiên, con số thực tế còn cao hơn rất nhiều với những hình thức kinh doanh buôn bán đa dạng, chủ yếu là bán trên mạng và gọi điện tư vấn trực tiếp. Do đó, việc quản lý, thanh kiểm tra, giám sát với mặt hàng này vẫn là bài toán vô cùng nan giải.